Shop mà shop bất sướng .vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Chứ làm gì để chuyển mình đi xin rừng các bạn, chưa bao giờ hạ thấp bản thân để đi xin một cái gì hết. Các bạn này quan điểm sai. Cái từ bán xin để lên một cái từ quan điểm của mình ấy, là gì nó xả giáo và nó vui vẻ, chứ không có tính chất xin rừng đâu. Các bạn là kiểu nghỉ binh bán xí đấy, xí đấy làm gì có. Phê nó được mua không được kìa, dòa đi. Mấy cái dòa đi. Một bướm. Tốt quá. Từ từ thôi, để cái kia đồ nát, tao còn toàn đó, nhá. Mi đừng có mất giang hồ, đừng có mất giang hồ. Đôi qua câu vô bu kìa nào. Trời ơi, cái thằng Alice, cái thằng vớ vẩn này thì nói thật là có hàng nhá. Đừng có ma giang hồ ở đấy nhá. Rát ra sút đúng cho 10.000. Ôi trời ơi. Một bướm trật. Đấy. Cái giày gì đấy các bạn. Đen cái giày này, đen cái này. Giày thật xỉ đi hồi chiếu đấy các bạn. Đã chơi giày hồi chiếu đấy các bạn đấy. Trúng cho mấy 10 tỷ luôn, 70.000 đâu. Đừng có sút. Khiếp. Để nói đi sút cơ mà. Các bạn bình tĩnh nha, bình tĩnh cái thằng rát này. Mình sẽ cho nó biết tỉ nào là lế đồ các bạn. Ôi trỏa á, cũng cho 10.000 luôn, không trúng được đâu. Làm sao mà trỏa trúng được các bạn. Từ từ nào, từ hết sức bình tĩnh nào, mình sẽ lấy cái đồ này. Đấy. Ôi trời ơi. Đã được đấy, ta chọn nó rát, phát ta chảy nhá. Chọn một phát ta chạy này. Đấy. Làm gì đấy. Một bướm. Đấy. Anh lốc đây anh đi đây. Ôi trời ơi. Quạt hết lĩnh cái giá là con gì nè. Cái gì đấy. Tấu vào choàng đó nhá. Khiếp. Mờ lợt mà húp ạ. Làm kiểu gì ăn như thế đấy. Tao nấp bùi nó choáng nó chạy tiếp. Từ thằng rát này. Từ nhá. Cứ choáng nó chạy các bạn má. Đấy, cứ chơi như vậy thôi. Đã phải chơi đâu, có đô la tao đẩy đó. Con bé ra này nó khám yếu lắm các bạn ạ. Một trong những cái vị tướng khám chậm nhất mà mình từng chơi đó. Chậm hơn cả mơ gắn ná, mơ gắn nụ. Tao xí dùng máy gánh của tao kể cho thằng rát này, một choáng này. Chết cha tao đôi 1.000 máu, khiếp đau thế. Từ con này nó phá yếu lắm các bạn. Cái bài toàn đấy chứ. Ta giải đã, ta làm sao để phá được nhánh các bạn. Ta phải phá vô rừng chút đấy. 6-8 vàng, 1K4 vàng. Thằng này 1K5 vàng. Không mất 1 lính. Ôi trời. Từ nha, thằng rát quá nha. Láng kìa các bạn kìa. Láng thế này thì chơi gì các bạn. Mơ sướng đã xuất hiện. Đừng địch sao cản được ạ. Thằng rát chảy á, quá trời, thằng rát chảy mình kìa. Rát á, quá trời, toàn nhá, 10 giây. Tao đánh thương tao quả mạng. Quá trời ơi. Để mày lại win ạ. Lại win các bạn ạ, khổ thế cơ chứ. Tôi bảo anh em đi win tiếp đấy nhá. Ai mà chơi cái mà chơi lao thua thì game này chưa có đâu. Thông cảm các bạn chơi game sau nhá. Lại win các bạn, lại sánh. Hai các bạn bằng sánh nhất cái bản đồ này rồi. Thằng rát ra một con bó này. Thằng này á. Về luôn đi làm gì nữa. Mẹ ta cái nấp bùi ta cái phì choàng. Ta con bó ta chảy các bạn ạ. Tăng cái vào bùi tới chơi này, tăng rát này. Một choáng, táo chảy ạ. Làm gì táo ạ? Làm gì rút được, vớ vẩn. Này cái phá này tao quay lại, tao choáng bởi chết này, cái phá này này. Đây. What the heck? Mày nó ác vai chảy ạ.
Cái lùi đánh nó khó chịu vãi đấy. Ô của hang à? Ơ lại của hang đấy. Ơ lại của hang à? Ơ lại của hang à? Ơ? Gì đấy? Ôi chảy á? Ôi trời ơi, làm sao mà chảy được vớ vẩn. Ơ? Wow! Mẹ mày, ăn được hai mảng cái thá thì đeo tím được luôn. Trời ơi, lọt khé đấy ạ. Ôi trời ơi, lọt khé các bạn, đeo tím được luôn. Tại sao mình chơi được như vậy bấy? À, lang. Cái pha này lang các bạn nhá. Trách gì các bạn, là cái mảng mình hơi lang một chút. Trách gì các bạn, đéo hiểu sao các bạn. Cái pha ta hơi lang một chút. Ô, cứu. Máy quá các bạn. Qua lọt khé được cái pha này thì mình thề. Mình thề các bạn không còn chơi nữa thôi. Đây. Làm gì đấy, gần chết. Tàu chín nó thách mít đó, chứ không phải là lại cây thẳng vỡ bản này một đoán. Không được đâu, về đây. Mày lọt khé được cái thá để mình gọi là một siêu nhấn đó các bạn. Gọi là siêu nhấn đấy. Bởi vì cái phá này mà trật nó khón cả đúng. Trật nó khón đúng các bạn. Tật nó khó đủ cái phá này. Vô lý. Gần làm cái xíu phẩm luôn. Đau nha. Đau vai chảy. Ta về phát các bạn nha. Bình tĩnh nha. Các bạn này mình cảm giác rất bị cay. Ăn được 4 hang nữa các bạn. Cái game trước mình ăn 4 hang mình nhả, thế là 1-1 hai mà. Cái game này là vấn đề gì. Ma gì cơ. Gói hồi chiếu bao nhiêu nào. Hồi chiếu 15. Chiếu 3 bao nhiêu giây. 17 giấy. Này, vào đấy. Mẹ mày, vớ vẩn choáng cái đường ím nhá. Khiếp, ăn cái trụ binh rể như vậy ăn con gì nữa. Kìa, choáng này. Lùi. Quá quái này. Xuống ăn đỉnh. Trời ơi, để chạy được kìa. Từ từ các bạn nhá, bình tĩnh ta farm thôi. Cái vấn đề bây giờ của ta nó phải có farm thôi. Hồi chiếu chậm đúng các bạn. Ủa của hang này. Này. Hang này. À, nó thốn kìa. Ủa, cứu. Đồng đội ơi, mẹ đồng đội. Mẹ mày, để tao chết cái phá để cái đéo tin được luôn á. Các bạn sao đéo một chát nữa các bạn, để cho mình chết cái phá này thề luôn. Các bạn chơi game gì nọ. Hai mảng đúng các bạn. Hai mảng đấy đúng. Mình ăn 4 mảng rồi, để cho mình ăn 2 mảng tư dư rồi đi, tao mày sánh. Nói chứ cũng giống đến trước các bạn. Đơn giản lắm, ta lấy khẳng phép thì ta tả sổ một combo là 1-1 hang luôn các bạn đấy. Bây giờ các bạn nhé, các bạn xem nhé, mình can quét tím đỉnh nhé, bật chỉ đồ tan sát nhé. Sao trực tiếp hơn 1 tiếng luôn mà có thông báo nhỉ. Các bạn ấy kênh của Lao nó bị ấy đấy các bạn. À, nó bị gắn cơ, bị bóp đấy các bạn. Cho nên là các bạn thông cảm nhé. Bây giờ ta mới bật chỉ đồ tan sát này. Con gác thôi nhé. 5 giây, 3 giây. Đây, thằng rát đấy các bạn nhé, hang này. Thằng rát nhá. Rát đâu nhá. Thôi chảy thôi. Mày tao rát đánh tỉnh thế. Thằng rát đánh tỉnh nhá. Lên cái đồ này đi. Từ từ nhá, ta phải lén lòi này. Á lít này. Ơ lại bị dịch nhập mé, cái thằng lá vi này là bắn toan trùng minh bấy. Trời ơi, thằng rát nó hến cực. 7 giấy các bạn nhé, 7 giấy mình phải có combo này.
Từ này từ chết cha tao rồi. Wow, tím nào cái tao thằng Arthur kìa, trấu cực kỳ luôn á. Các bạn mắc cún, các bạn cho mình con búa sánh thê luôn. Đã dễ, còn hang các bạn đây. Hang này, hang này. Rát cái, rát cái ạ. Bảy giấy tao lại đi sắm tiếp. Cái gì là chơi tao á? Vô đây. À thằng La Ví mình quên đấy. Trời, thằng La Ví một máu kìa. Wow, trời về đây. Wow, trả mẹ. Wow, trời. Wow, trời. Hỏng luôn các bạn, có sự tàu chan. Sao lại vậy nhỉ? Mẹ cái thằng La Ví nó lừa mình luôn mày nó vậy cái chứ. À, combo vậy ulti bị chia đếm. Thì chắc chắn nó phải combo như vậy mà các bạn. Cái nhỉ. Thằng La Ví nó khắc chế mình luôn kìa. Để ta biến La Ví khắc chế đấy các bạn. Từ từ lại nè, tạo một cái đô gym ở đây. Bắn sướng đi. Bây giờ làm sao mà mình lén lỏi được quá rừng nó nha. Bây giờ Venan ta đi bắt lẻ đó các bạn ạ. Wow, kính cống vào đấy kìa. Từ từ nhá. Cứu. À. Ôi là lên. Có hang đây. Có choáng này. Trời ơi nó bật chạy nhanh luôn. Không sao. Bây giờ thì mình bắt lẻ kính gì làm đó. Trời ơi mình quản. Trừ La Ví ra mình bắt hết. Này này anh La Ví ra. Trời ơi mình Alice này thì tôi bỏ quá đi. Có hang nhá. Thông báo anh em nó có hang nhá. Đừng vào đây. Wow, thằng Alice chơi như vậy thì ai chơi cho nổi vì nó bấy. Nó tích sai vô duyên. Ừ, quái cả lắm. Đến cái băng sướng này. Thằng Rap chứ không bao giờ được chơi game này mình thôi. Yên tâm thằng Rap được chơi game không? 7 giấy các bạn nhé. 7 giấy được chứ 3. Nên nổi đấy. 37 giấy một. Nấp. Thằng Rap là chơi nhá. Rap qua đấy Rap. Đéo ai qua luôn. Rồi. Win. Mày đéo win rồi thì đéo còn gì chơi được đâu nha. Hết rồi đây. Hết rồi. Trời ơi các bạn ơi. Một nước đi tảo bảo các bạn ạ. Một cái nước đi nó thê luôn. Một cái nước đi dần để win. Không nổi nhiều các bạn nhé. Một cái nước đi này là nước đi win các bạn nhé. Ồ, không có thằng nào chém trù ở bấy. Tánh kìa, tánh kìa. Mình tánh cho đéo hiểu sao bắt mình đi tánh ạ. Chém nhánh đi. Thằng má lốc vào tánh đi. Hết lỉnh đi dự. Cái thằng má lốc này. Tánh đi lốc đây. Đấy. Rồi ok. Đéo win được. Về. Không win được đâu. Từ. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh nhá. Các bạn có tím mình. Các bạn có tím mình không? Nếu tím thì các bạn phải tím mình cái phá này này. Thực sự tím mình cái phá này này. Tím nhá. Ủa cái trực. Đi. Một mình chết thôi. Các bạn tím mình đúng không? Tím mình để cho mình được đây. Đừng im. Đừng qua đây nhá. Tím không. Từ. Thằng Rap thằng rùm này. Đấy. Từ. Tôi trời thằng Rap kìa. Thằng Rap kìa thèm thế mày. Qua đấy. Nếu ai qua đấy ạ. Đấy rồi. À! Trời ơi. Về 1-1 nhá. 1-1 nhá. Về 1-1 nhá. Con hái xà thủ đấy. Tím là con hái xà thủ. Các bạn về cho nào. Cái tội ơi, ô mén anh về đi anh. Ủa, trời ơi, ô mén về đây. Trời anh mén. Trời anh Malok về thua luôn các bạn ạ. Đéo hiểu ạ. Trời ơi, các bạn về thua luôn rồi. Chạy đi. Trời ơi, thằng Pến ơi. Thằng Violet kìa. Ủa, trời ơi, quét sạch thua luôn.
sao các bạn lại chơi được như vậy bấy? Mình đã nói, em đã nói các anh về rồi. Em đã nói các anh về rồi. Ai còn mình đáng đấy được đâu. Mà sao vui xinh đâu, mẹ chỉ dễ thú luôn đâu. Thằng nào choáng lâu hơn? Thằng nào? Lào Tết. Thủ nha các bạn nhá, đẳng cấp thủ nha nhá. Đẳng cấp thủ nha nhá các bạn nhá. Mẹ mày thủ nha mày như vậy, như vậy thủ nha nó dẻo như vậy các bạn, dẻo như kiểu quèo luôn. Ui thôi thôi thôi. Thôi. Ô mẹ này. Đây hang này mày, tao sẽ có từng bước được một. Đây hang này. Hang đây các bạn. Ôi, chết chán đấy, mất toảng đâu. Mẹ mày máy quá. Thớt kìa. Các bạn đi theo mình là của hang nhá. Thằng rác trong đây này. Từ, thằng chết rồi, thằng rác nó lên cái đấy rồi các bạn. Từ nào, thằng rác lên băng xương đấy nè. Bây giờ là không dô được nó nữa đâu nè. Bây giờ ta bắt đầu trong thôn thôi. Bây giờ chỉ bắt đầu trong thôn. Quá rông luôn, quá rông anh em ấy, quá rông nào. Đây này. Theo mình. Anh em theo mình nào. Qua tánh cơ đâu mà để cho mình đi đâu bấy. Kìa anh em ơi. Trong thôn nhá. Trách sai hổ táo kìa má lóc ơi. Mình đánh kiểu gì không trách sai đấy. Ui mít win luôn. Có thằng nào theo mình không nhỉ? Wow mẹ mày, thằng nào theo mình win phần này luôn này. Đeo hiểu các bạn, thằng nào theo mình win phần này luôn. Này mẹ mày, đẩy lẻ win rồi mà không ai theo. Mày pháp sư đẩy lẻ các bạn ạ, đéo hiểu luôn, mình đéo hiểu các bạn ạ. Các bạn đã thể vẽ ra đẩy lẻ bách đó chưa? Các bạn đã thể vẽ ra đẩy lẻ bách đó chưa? Các bạn chưa thấy thì các bạn hôm nay đã được thấy rồi. Rồi các bạn ơi, vẽ ra kìa. Đéo tin nổi các bạn ạ, vẽ ra đẩy lẻ quý các bạn ạ. Còn tơi nữa không các bạn? Đeo tin được, đập cái trụ đập mài phải chết các bạn ạ, đeo tin. Quá rồi, bé lủng thế này chết các bạn ạ. Đội cảnh tím còn nái trồng khoái đất này nữa các bạn. Còn nái trồng khoái đất này nữa. Lần đầu tiên trong lịch sử liên quân thế giới Việt Nam nhá. Có một người chơi pháp sư đẩy lẻ bách đó win các bạn nhá. Các bạn làm gì thấy được cái con bé ra đẩy lẻ bách đó win như nào đâu. Nó với giá trị cái tâm cờ thế giới các bạn ạ. À. Các bạn thấy nước đi của mình đủ đắn không? Quà xứng đáng luôn, chỉ cần một cái thằng theo mình nhá. Là win luôn cái pha để từ lâu rồi. Nó với giá trị như vậy các bạn.